Chào các bạn, iPhone là sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại, mọi quốc gia và mọi phân khúc. Trăm người bán, vạn kẻ mua, nhưng người mua luôn choáng ngợp bởi sự đa dạng của hàng hóa, phiên bản hay là khái niệm, đặc biệt là vấn đề loạn giá iPhone trên thị trường. Cùng một model, có thể có các cửa hàng bán chênh nhau từ 300 đến 700 nghìn đồng. Nhiều khách hàng thắc mắc tại sao giá iPhone tại Diệt Đồng Minh luôn cao hơn các cửa hàng khác, và video này sẽ giúp các bạn giải đáp tại sao lại có sự chênh lệch đó và Di Động Thông Minh luôn bán iPhone cao hơn những bên khác như thế nào, nhưng có thể tổng hợp bằng một triết lý, đó là tiền nào của đấy và đắt sát ra miếng. Tâm sự rất thật với khách hàng là những người kinh doanh giữ vững triết lý kinh doanh chỉ bán hàng chuẩn. Vậy mà có những ngày tháng cửa hàng vắng khách mốc meo. Chúng tôi đã lập một đội điều tra thị trường giải nghĩa những cách hút khách hàng để nghiên cứu tìm ra phương thức bán iPhone có lợi nhất cho khách hàng. Có những chiêu bài cũ nhưng vẫn rất hiệu quả, đó là thứ nhất, treo đầu dê bán thịt chó, đăng sản phẩm chung chung không mô tả rõ về chất lượng máy, đặc biệt là các sản phẩm cũ, hay là để mức giá rất rẻ để câu khách. Chúng ta thường thấy nhiều website đăng bán iPhone cũ, thậm chí còn đăng 99% like new nhưng không hề có một mô tả nào rõ ràng cũ là cũ thế nào, có xước nhiều hay không, hay là có móp hay không. Khi khách hàng đến thì mang máy xấu ra cho khách coi, khách muốn mua máy đẹp hơn thì phải thêm tiền từ 3 đến 500 nghìn đồng. Hoặc khi không có máy đẹp thì nhiều khách hàng tạch lưỡi, đành phải chọn vì chót đi đường xa hoặc là chỉ mang đủ tương ấy tiền. Thứ hai, đó là bán bia kèm lạc. Phương thức này được áp dụng rất phổ biến. Nếu bạn bán bia, bán đồ nhậu thì quả là không sao, nhưng có mấy ai uống bia chay mà vẫn phải túc tắc làm vài đĩa lạc cho thơm mồm. Ấy thế mà đúng cái phương pháp bán bia này lại áp dụng rất hay vào bán điện thoại, đặc biệt là iPhone cũ. Nhiều nơi bán hàng chỉ bán mỗi máy. Theo phân tích thì chỉ có 5% khách hàng là không cần mua phụ kiện, và lúc này các bạn dễ phải mua một bộ phụ kiện với giá trên trời, nhưng tiến thoái lưỡng nan, sợ bất tiện và không có sạc cáp nên đành phải mua. Thứ ba, đó là mật ngọt chết ruồi. Phương thức này là chiêu bài giá rẻ, máy đẹp. Nhiều khách hàng khi mua iPhone cũ luôn đòi hỏi hai tiêu chí trái ngược nhau, vừa đẹp lại phải rẻ, nên dễ mua phải những máy iPhone thay vỏ. Lưu ý, iPhone thay vỏ bây giờ đầy rẫy thị trường, có thể nói chiếm đến 70% thị phần iPhone cũ. Tại sao lại là iPhone thay vỏ? Bởi vì nó có giá nhập rẻ, máy đẹp hơn, dễ bán, nguồn hàng dồi dào và dễ kiếm, cuối cùng là khả năng bán cạnh tranh hơn. Lưu ý, chúng tôi không nói iPhone thay vỏ là kém chất lượng nếu được thay từ những chiếc benzin, nhưng chắc chắn là chất lượng không thể tốt và có nhiều vấn đề hơn những chiếc iPhone nguyên bản. Có nhiều cách để dễ dàng phân biệt iPhone thay vỏ mà các bạn thể đọc được trên mạng, nhưng chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn các tử huyệt để dễ dàng nhận ra một chiếc máy thay vỏ. Đối với iPhone 5, 5S phần mặt sau chỗ tiếp giáp giữa phần kính và phần nhôm sẽ không khít, hoặc là kênh, hoặc là không đồng đều. Các bạn có thể quan sát thêm các phần anten của máy sẽ có các khuyết điểm gia công, và phần mặt nhôm thì sẽ không mịn, imei y không mảnh và nhìn rất là dại. Khi chọn cho mình một cách bán iPhone, chúng tôi tự loại bỏ ba chiêu trò trên khỏi đường lối kinh doanh với một niềm tin sắt đá. Chất lượng sản phẩm sẽ là hữu xạ tự nhiên hương, kết hợp với chính sách sau bán hàng đúng sai phân minh, nhưng giữ chữ tình, chữ tín. Di Động Thông Minh đã nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến uy tín, đặc biệt của các khách hàng mua iPhone cũ. Đối với hàng mới, Di Động Thông Minh cam kết bán đúng chủng loại, niêm yết rõ ràng và phụ kiện chuẩn đi kèm máy chính hãng, nói không với những hành động như mập mờ giữa máy chưa bảo hành và máy mới đủ bảo hành, thay thế linh kiện, phụ kiện không zin để giảm giá thành hấp dẫn người dùng. Và cuối cùng, ngay cả khi mua box siêu, các bạn nên kiểm tra kỹ phụ kiện và thân máy, yêu cầu nơi bán cam kết phụ kiện chuẩn, máy nguyên bản 100%. Đối với hàng qua sử dụng tại Di Động Thông Minh cũng có nhiều điều khác biệt nhất, đó là hình thức khác biệt. Khi cùng là hàng cũ nhưng chỉ có xuất sắt nhiều, móc méo sẽ rẻ hơn hàng đẹp like new từ 200 đến 400 nghìn đồng. Hình thức phản ánh chất lượng bên trong, đặc biệt với hàng điện tử có mật độ linh kiện dày, nên thiết kế từ 2 đến 3 lớp, nếu máy bị rơi móp rất dễ có biến chứng về sau. Đối với nhiều khách hàng mua hàng cũ nhưng lại ham mua hàng đẹp, quá đẹp mà không để ý kỹ, dễ mua phải hàng thay vỏ. Hàng thay vỏ hay gặp lỗi vặt, và đặc biệt là chất lượng vỏ thay thế không thể nào bằng vỏ zin. Và những vấn đề hay gặp nhất đó là kẹt phím nguồn, lỏng phím volume hay là phím home bị thấp. Kiểm tra chất lượng khắt khe với đội ngũ test hàng chuyên nghiệp và cẩn thận để loại bỏ tất cả những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Với tiêu chí chỉ bán iPhone zin, không chạy theo giá rẻ, lợi nhuận mà luôn theo tiêu chí tự chất lượng sản phẩm sẽ tìm đến với khách hàng đều biết. Đồng thời, chúng tôi sẽ cam kết màn hình máy là hoàn toàn zin. Phụ kiện chính hãng tặng kèm khác biệt rõ ràng. Đối với các bên, đa số không bán phụ kiện, người dùng sẽ phải bỏ ra từ 2 đến 300 nghìn đồng để sở hữu một bộ phụ kiện fake. Thì tại Di Động Thông Minh, các bạn sẽ được tặng kèm sạc cáp Pisen chính hãng, mua đổi một trong vòng 1 năm do hãng Pisen liên kết hỗ trợ. Chế độ bảo hành iPhone tại Di Động Thông Minh cũng rất đặc biệt, với chế độ bảo hành 12 tháng với máy mới, 6 tháng với máy cũ, mua đổi một trong vòng 15 ngày. Bảo hành với cả lỗi mất email, lỗi xanh màn hình, lỗi ổ cứng, dù nhiều nơi vin cớ mất email không xác định được máy có mua tại cửa hàng hay không và sẽ không bảo hành cho các bạn.
chúng tôi bảo hành với cả máy xước sắt, ngoại trừ những trường hợp móp méo hay là thấm nước. Mặc dù vậy, trong trường hợp máy các bạn bị mất bảo hành do rơi vỡ, thấm nước thì vẫn được chúng tôi hỗ trợ chi phí tối đa. Và do sở hữu phòng ép kính chân không hiện đại, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng thay mặt kính, thay màn hình iPhone với giá cực kỳ rẻ và chất lượng do chính Di Động Thông Minh thực hiện. Trong triết lý bán hàng của mình, Di Động Thông Minh tuyệt đối không dùng giá rẻ để lôi kéo khách nếu phải đánh đổi bằng việc chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ rẻ theo. Với hệ thống showroom rộng rãi, hiện đại, đội ngũ nhân viên năng động, đam mê công nghệ, chúng tôi mong muốn bán cho khách hàng giá trị phục vụ khác biệt, không định vị, không ham muốn thị phần, khách ham rẻ. Chính vì thế, khách hàng đã mua hàng tại Di Động Thông Minh rồi đều rất gắn bó bởi vì an tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Hoạt động mua bán có từ thời xưa và được phản ánh rất rõ nét bằng nhiều câu tục ngữ thuần Việt với những câu như của rẻ là của ôi, đắt sắt ra miếng, treo đầu dê bán thịt chó, mật ngọt chết ruồi. Người mua hàng thông minh luôn phải xác định rằng mua các sản phẩm điện thoại không giống như cách chúng ta mua một tập giấy A4, vì chất lượng sản phẩm và sự hậu mãi của nơi bán sẽ theo bạn trong suốt chặng đường dùng máy. Hy vọng các bạn sẽ luôn là người tiêu dùng thông thái. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.